Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta lại được gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Forte. Chiếc xe Kia Forte này sản xuất năm 2012, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được 10 vạn km rồi. Đây, thưa quý vị và các bạn xem trên hình ảnh, quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp bên ngoài, chưa có một vết xước sát nào cả. Cũng có một vài vết xước sát nhỏ nhẹ thì chủ xe cũng đã sơn hết rồi. Chúng tôi không phải sơn gì đâu ạ. Chúng tôi mua về là chúng tôi bán luôn đấy ạ. Chứ vì là bây giờ chúng tôi tiết kiệm tối đa luôn ạ. Tiết kiệm đồng nào hay đồng đấy ạ. Chứ vì bây giờ bỏ tiền, càng bỏ tiền sơn bao nhiêu thì nó cắt hết vào phần lợi nhuận bấy nhiêu rồi. Vì là bây giờ cũng không bán được cái giá cao đâu. Bây giờ nó có giá cả trên thị trường hết rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte 2012 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Sau 8 năm sử dụng với 10 vạn km rồi thì chiếc xe này còn khá đẹp đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ. Tất cả còn rất là đẹp luôn đấy. Đây, mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem là chiếc xe này nó còn đẹp còn mới đến đâu ạ. Đây là cái cặp đèn pha mà chủ xe cũng đã độ lên cả đèn led rồi đấy ạ. Chủ xe độ lên cả đèn led và đèn pha rất là đẹp luôn. Nếu như bật xi nhan thì nó nháy nháy như này, còn nếu không bật xi nhan nó sẽ là ánh sáng trắng ạ. Rất là đẹp ạ. Nhìn lại cái phần ba đợt sốc trước của chiếc xe đấy ạ, tất cả là còn nguyên bản ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Cũng giống như cái ba đợt sốc trước thì đây là cái ba đợt sốc sau, tất cả còn nguyên bản hết luôn đấy ạ, chưa có bị đâm đụng, chưa bị va chạm gì cả, còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần cảm biến lùi của xe đấy ạ. Camera cũng đã được tích hợp lên chiếc xe này ạ, camera lùi, đây là camera lùi ạ. Đây là cái phiên bản Kia Forte và là cái bản SX số tự động ạ. 1.6 số tự động ạ. Xe cũng đã được trang bị là la răng đúc và cái bộ lốp này, lốp thể thao rất là mỏng đấy. Lốp thể thao rất là mỏng và còn rất là đẹp luôn ạ. La răng đúc 17. Nhìn rất là thể thao. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này. Và gương chiếu hậu là gương gập điện. Chủ xe đã rất cẩn thận, đã ốp chrome luôn vào cái gương chiếu hậu này rồi đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh Start Stop, bấm tay để mở cửa đấy. Đây là cái phần bấm tay và mở cửa. Và chủ xe rất là cẩn thận, đã ốp cả cái phần này để chống xước ạ. Nếu như không ốp cái này thì rất hay bị xước ở phần bên trong này. Chủ xe rất cẩn thận, đã ốp đi vào cả một bộ luôn ạ. Cả về gáo gương này, tay nắm mở cửa này, nắp bình xăng này, đèn, đây là một cái bộ mà chủ xe đã ốp thêm cho chiếc xe này đấy ạ. Và cái cặp đèn hậu này cũng còn nguyên bản ạ, chưa có bị cong vênh hay là xước sát gì cả, nứt vỡ chưa có, tất cả còn nguyên bản ạ và còn rất là đẹp ấy. Rất là mới luôn đấy ạ. Nhìn về mặt tổng thể thì chiếc xe này còn khá là đẹp luôn đấy ạ. Nền rất là căng. Tôi quay một cái góc nghiêng cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy được cái nền của nó còn rất là căng đấy ạ, rất là bóng ạ. Điều này là chứng tỏ chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay chưa bị va chạm gì cả. Nếu như xước sát mà sơn thì nền nó căng, chứ còn nếu đâm đụng va chạm thì không bao giờ làm căng được như cũ đâu ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Đây, thưa với quý vị và các bạn, nội thất của chiếc xe cũng còn rất là đẹp ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho nên là keo chỉ còn nguyên bản ạ. Keo chỉ còn nguyên bản, tắp bi còn rất là đẹp luôn. Tắp bi đây, đây cái cụm điều chỉnh lên xuống kính ạ, lên xuống kính chỉnh điện. Gương chiếu hậu cũng là gương gập điện rồi ạ. Đây ạ, gương chiếu hậu là gương gập điện rồi ạ. Gương chiếu hậu là gương gập điện luôn rồi này. Nội thất da nguyên bản theo xe, nội thất da chỉ đỏ đấy ạ. Đặc trưng của dòng Kia Forte là chỉ đỏ đấy ạ. Và vô lăng tích hợp các phím điều khiển, tích hợp các phím điều khiển và vô lăng cũng còn nguyên bản ạ. Đấy, vô lăng còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ.
và xe cũng đã được trang bị là cửa nóc. Đây là cái phần cửa nóc rồi đấy ạ. Cửa nóc của xe mà Kia đã trang bị cho chiếc Forte 2012 này rồi đấy ạ. Cửa nóc, ghế da. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Sản xuất tại Kako Kia Việt Nam luôn đấy ạ. Sản xuất tại Việt Nam. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Keo chỉ còn zin, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Táp bi cửa cũng rất là đẹp, rất là mới ạ. Da còn nguyên bản, chưa rách ạ. Đây là cái phần là da, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Bậc cửa cũng đã được ốp rất là cẩn thận cho nên là không có xước sát gì đâu ạ. Đây là cái phần táp lô xe. Đây là táp lô xe rất là đẹp luôn. Đây quý vị và bạn, tôi quay kỹ lên cho quý vị và các bạn, để nếu như quý vị và các bạn ở xa chưa qua xem trực tiếp được thì quý vị và các bạn xem clip, quý vị và các bạn cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 10 vạn km rồi đây. Đây quý vị và bạn, đây là cái đồng hồ của xe. Đồng hồ của xe, xe lăn bánh được 10 vạn km rồi. Và xe đã trang bị là khóa thông minh. Đây là khóa thông minh đây ạ, start stop này. Khóa thông minh start stop này. Đầu nguyên bản theo xe, đầu nguyên bản theo xe là CD, đầu CD 6 đĩa. Đây là đầu CD 6 đĩa này. Cụm điều khiển điều hòa đây, đây là điều hòa auto. Điều hòa tự động. Khóa thông minh, đèn nổ, start stop. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Gương chống chói. Tất cả còn rất là mới và đây quý vị và bạn xem về cái phần trần. Trần rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Cửa nóc. Cửa nóc luôn rồi. Phần trần rất là sạch. Đây là cái phần cốp sau của xe. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây ạ. Keo chỉ còn nguyên hay không thì quý vị và các bạn xem ở đây ạ. Tôi cho quý vị và các bạn cùng xem. Keo chỉ còn nguyên như thế này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau. Keo chỉ còn nguyên hết ở cái cốp này đấy ạ. Đấy. Phần cốp rất là rộng rãi. Các dòng xe sedan thì phần cốp đều rất là rộng. Và lốp sơ cua đây ạ. Đây là cái phần lốp sơ cua. Lốp sơ cua cũng còn rất đẹp. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Tất cả còn rất đều xe. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ. Đây tôi quay sát lại cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi còn rất là đẹp luôn này. Cả 4 bậc cửa đều được ốp bậc cửa luôn. Cho nên là chưa có bị xước sát gì ạ. Ghế da cũng chưa có nhăn nhàu gì cả. Sau 8 năm sử dụng với 10 vạn km rồi thì chiếc xe này còn rất là đẹp đấy. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên lái, à bên phụ ạ. Chiếc táp bi cửa trước bên phụ, tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Táp bi cửa đây cũng rất là đẹp, rất là mới ạ. Chưa có xước sát gì cả. Răng ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản hết luôn. Ốp bậc cửa, chủ xe cũng rất là cẩn thận, ốp cả hết bậc cửa rồi, cho nên là không có xước sát gì cả. Tất cả còn rất là đẹp luôn ạ. Phải nói là cô dâu 8 tuổi này, 10 vạn km này, còn rất là đẹp đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp và rất là đều xe. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về cái khối động cơ của chiếc xe Kia Forte 2012 này nhé. Thưa với quý vị và các bạn, Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte 2012 này là một cái khối động cơ xăng 1.6 lít. Đây, thưa với quý vị và các bạn, động cơ xăng 1.6 lít và đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Vâng, cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần tìm hiểu ở chiếc xe 2012 sau 8 năm sử dụng này là cái gì?
thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn, chắc chắn quý vị và tôi cũng như thế ạ. Tôi đi xe thì xem xe cũ thì đầu tiên tôi phải quan tâm đến là xem nào, cái ốc nó còn nguyên bản không. Thưa với quý vị bạn, đây là cái ốc chân máy đây ạ. Đây là cái ốc chân máy đây. Tất cả cái ốc chân máy này nó còn nguyên thì điều này chứng tỏ với quý vị và các bạn là cái máy này chưa bị tháo ra. Ốc chân máy còn nguyên, ốc mặt máy cũng còn nguyên luôn đây ạ. Tất cả là còn nguyên và còn rất là đẹp. Và cái tiếng nổ của động cơ đây thưa với quý vị và bạn rất là êm, không có rung lắc gì cả. Nếu như cái động cơ này mà nổ mà rung thì chắc chắn là máy nó yếu thì nó mới rung thôi ạ. Nếu như còn khỏe thì nó sẽ không rung ạ. Đây, quý vị và bạn cùng xem này, tất cả còn rất là đẹp luôn ạ, còn rất là mới đấy ạ. Các chi tiết máy rất là mới. Vì chiếc xe này là cái hộp số nó tự động, cho nên là không phải là những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì thường là hay đi những chiếc xe sàn, số sàn. Số sàn thì rất nhiều xe chạy dịch vụ, còn chiếc xe này là số tự động rồi, cho nên là không có chạy dịch vụ đâu ạ. Vâng, thưa với quý vị và bạn, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte 2012 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte 2012 này, mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte 2012 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.